Tế Điên Lam Định trên kênh YouTube. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2023. Tế Điên làm cái clip kể về anh Dũng Độ, người một trong bốn người giang hồ Lam Định lên trên Hà Nội bị bắt, bị 141 bắt ở trên Hà Nội. Tế Điên thì vụ án ở trên đó của anh em 141 mà bắt anh Dũng Độ và anh Dũng Bồng và anh Tạo Tăng và anh Lam Lạc, thì sự việc đó thì Tế Điên cũng hỏi rồi, nhưng là thật sự mọi người là cũng các anh ấy cũng không chỉ nói là cũng như là ở trên trang mạng thôi, nên là Tế Điên không đi sâu về những vấn đề đó nữa, mà Tế Điên sẽ kể từng một, từng người một ở trong cái vụ án đó về cuộc sống cũng như là tên tuổi của người ta ở xã hội đất Nam Định. Thì cho Tế Điên hôm nay kể về anh Dũng Độ trước. Anh Dũng Độ là em của anh Thái Độ, mọi người ạ. Ở Nam Định anh cũng là một người giang hồ đất Nam Định. Những cái thập niên 1980, anh Dũng Độ nổi lên nhưng mà ở giới giang hồ Nam Định rất là đình đám và có va chạm với anh Sơn Điền. Sau đó anh Dũng Độ đã mua một khẩu súng và lên trên đường Vành Đai đó, ở chỗ đường Thái Bình, và rút súng thử bắn mấy phát đạn lổ. Như đến khi mà gặp anh Sơn Điền có rút súng dí vào đầu bóp cò thì viên đạn đó thối, và sau này anh xảy ra một hai vụ nữa và bị công an tỉnh Nam Định xử mức án chung thân, xử ở tòa án nhân dân tỉnh. Lúc đó tòa án tỉnh đang ở đường Đông Kinh Nghĩa Thục đó. Và anh chấp hành án, anh xử chung thân và chấp hành án ở trại giam Thanh Cẩm. Đến khi những năm tháng anh cải tạo ở trại giam Thanh Cẩm thì Tế Điên có lên năm 1997 lên trại giam Thanh Cẩm. Thì lúc đó anh Dũng Độ và anh Phúc Nhiếp đang ở trên giam riêng bốn buồng. Để nói anh Dũng Độ ở trên trại giam Thanh Cẩm thì ai ở những năm tháng đó thì mọi người biết, anh ấy và anh Phúc Nhiếp cầm trịch quẫy Nam Định giúp đỡ anh em Nam Định rất nhiều. Đó. Nhưng khi Tế Điên lên thì không được hưởng chọn niềm vui đó, vì lúc đó Tế Điên lên thì anh ở trên bốn buồng. Bốn buồng là nơi giam riêng của trại giam Thanh Cẩm. Người ta phân chia là ở trên giam riêng kỷ luật người ta gọi là trên bốn buồng và tám buồng. Bốn buồng là bên kỷ luật, mọi người ạ, gọi là bên bốn buồng. Còn bên tám buồng là bên giam riêng. Ở giam riêng thì ở trên trại giam Thanh Cẩm hay ví von một câu từ là ở xóm xuống làng chơi, đó là anh em ở trên giam riêng đấy mọi người. Ví dụ cả tháng thì trực trại như là phải thành số má ấy, mọi người nhé. Ví dụ như anh Phúc Nhiếp hoặc là anh Dũng Độ hoặc là anh em Hải Phòng, ví dụ như anh Hữu Vâu mà chơi giam riêng mà muốn xuống đấy mọi người, xuống làng chơi thì là trực trại sẽ dẫn giải xuống, xuống anh em chơi. Nói chơi thôi, nhưng chủ yếu là xuống để cho anh em ở dưới làng, người ta cấp cho lương thực, đồ ăn, thức uống để lên trên giam riêng để chống chọi với những ngày tháng ở trên giam riêng. Một tháng thì trực trại cho xuống một lần, chứ còn đa đấy là những thành phần số má ở trại giam Thanh Cẩm. Còn những nhân dân tệ hoặc là những anh em phạm nhân khác mà chưa đến tuổi thì người ta không đến tuổi xuống làng, thì ở giam riêng mà mọi người. Giam riêng là nơi cách ly của thành phần bất hảo, đâm chém, rồi là bày bữa chống đối lao động thì trong giam riêng. Nên bởi vậy giam riêng là phải cách ly anh em phạm nhân ở trên trại, đâm ra không bao giờ được ra, trừ khi hết lệnh thì mới được ra thôi. Thế thì nhưng là mọi người biết rồi, không có gì không có thể trong nhà tù. Thì có đại đa số là như vậy, nhưng là trong những cái đó cũng có nhiều một hai trường hợp đó là một sự ngoài luồng đó mọi người. Xã hội cũng vậy thôi, nhà tù cũng vậy, nó có sự ngoài luồng. Và cán bộ thấy người ta số má và người ta ở trong giam riêng người ta quậy phá thì ban giám thị và cán bộ cũng tạo điều kiện cho anh em người ta xuống làng
xuống làng để làm gì? Để cho các anh em phạm nhân, anh em cùng của anh em đó sẽ gửi đồ, dụ như mì tôm, đó, lạc, ruốc để gửi lên trên giam riêng để chống chọi với những ngày tháng ở trong khu giam riêng mọi người ạ. Đó, bởi vậy anh Dũng Độ và anh Phúc Nhiếp, anh Hữu Vâu người Hải Phòng là ba người đó là hay xuống dưới làng, được xuống dưới làng chơi nhất và được cầm lên. Sau cái điên lên được hơn một năm thì năm cuối năm 1997 chưa được mấy tháng mọi người ạ, chưa được một tháng thì anh Phúc Nhiếp và anh Dũng Độ có chuyển trại ra trại Lam Sơn để chấp hành án cải tạo. Thì lúc đó là những ngày tháng tê liệt ở trại giam Thanh Cẩm đến lúc hết án về. Và sau này anh Dũng Độ anh có về xã hội và anh Phúc Nhiếp cũng về xã hội. Anh Phúc Nhiếp thì mở một quán rượu dừa cùng với vợ và gia đình, chấm dứt những chuỗi ngày bước chân ra xã hội. Còn anh Dũng Độ thì bản chất anh Dũng Độ thì vẫn thế, con người anh vẫn triệt dài với những mảng xã hội. Bởi vậy anh lại tiếp tục bị bắt về tội mua bán và anh xử 32 năm. Thì cho tôi điên được kể là 32 năm đó, thế có những người vào hỏi là sao lại án 35 năm. Mọi người phải hiểu rằng là 35 là người ta cổng, người ta tức là xử mấy tội mọi người ạ. Chứ nếu mà một tội thì người ta sẽ xử là trung thân, đó, trung thân 35 đó. Nhưng đây là người ta là mấy tội, ví dụ là tội cướp này đã xử 5 năm, tội mua bán người ta xử 15 và một tội nữa thì người ta tổng chung cộng tất cả 3 tội vào đó là 32 năm mọi người ạ. Như anh ấy xử là 32 năm, nhưng anh chấp hành án phạt tù ở trại giam Linh Khánh là án 35. Còn xử là 32 năm mọi người nhớ, nhưng tổng chung hình phạt là 35. Đang ở phân trại Linh Khánh. Thì hôm nay Thế Điên làm cái clip kể về anh Dũng Độ, một con người số má đẳng cấp thật sự ở nhà tù cũng như xã hội. Những thập liên ở những cái năm 90 mấy Thế Điên lên cái trại giam Thanh Cẩm ấy, anh Dũng Độ anh ấy gấu nguyên con mọi người ạ. Anh bao che, tức là bao bọc những người anh em Lam Định. Nhưng là Tế Điên lên thì chỉ được nghe kể cái giai thoại của anh Phúc Nhiếp và anh Dũng Độ thôi mọi người ạ. Chứ còn lúc Tế Điên lên thì các anh ở trên giam riêng bốn buồng. Thì mọi người phải hiểu rằng nhà tù không có lửa thì không có khói được, đúng không ạ? Nhà xã hội cũng vậy. Bởi vậy không phải tự nhiên người ta cứ hỗn danh như vậy. Tế Điên lên không phải là anh em Lam Định nói đâu, mà nhiều anh em tỉnh thành khác luôn bảo thằng Dũng Độ ở trên trại Thanh Cẩm, nó đang ở trên giam riêng bốn buồng, ở trên tám buồng, nếu chúng mày lên trước đây khoảng một năm thì thật sự luôn là chúng mày sướng luôn, vì Dũng Độ nó có giá trị luôn, vì anh Phúc Nhiếp có giá trị ở trại giam Thanh Cẩm, lời ăn tiếng nói có đó. Lúc đó lại Vương Khỉ đang làm thi đua trật tự, mà Vương Khỉ người Lam Định mọi người rất dè chừng anh Phúc Nhiếp và anh Dũng Độ, thì hai con người này ở trong nhà tù trại giam Thanh Cẩm cũng không ngại bất cứ ai, cũng như ở anh Sifio Thanh Hóa mọi người. Bởi vậy là ở trại giam Thanh Cẩm mà để lấy Vương Khỉ loại ra khỏi cuộc chơi thì chỉ có anh Sifio và anh Vương Khỉ, anh Dũng Độ và anh Phúc Nhiếp. Hà Nội có anh Phong Con, anh Phong Con gọi là Phong Gió mà Tế Điên kể đấy, ở với anh Hải Chột người Hải Phòng nữa, và anh Bảo Hòa người Hà Nội. Rồi là anh Hoàng Lùn, tức là cũng rất nhiều. Hải Phòng thì có anh Hữu Vâu, anh Huân Con anh kia đó, mà sau này anh Huân Con là vụ phạm chết Vương Khỉ đó mọi người. Anh Dũng Độ anh em Lam Định nên đỡ luôn, không cần biết, chỉ cần biết là Lam Định thôi, không cần biết là huyện hay là thành phố, anh tạo điều kiện giúp đỡ ngay. Giúp đỡ là như nào? Anh có thể đồ đạc thiếu thốn cái gì anh có thể cấp cho linh mới lúc ban đầu. Thì nhà tù mới biết rồi, mới lên trại, cái gô, cái bát hoặc là những cái mà vật dụng cuộc sống sinh hoạt bình thường ấy, thì là rất là khó khăn, mới lên trại mà. Đâm ra người ta ở lâu rồi, anh có điều kiện thì anh sẽ cấp cho anh em lính mới những cái đó, hoặc là nước lôi, anh em nào ví dụ là vất vả thứ thì anh có thể anh giúp cho bước ban đầu đó.
hoặc là và anh em lính mới Nam Định phân đội đi các đội khác thì anh ấy sẽ sang, anh ấy sang các phân đội để anh ấy gửi đó. Anh gửi người, ví dụ là Tế Điên, ví dụ là người Nam Định lên Tế Điên về đội 8, đội 8 ví dụ là anh B chẳng hạn, nên là bộ đội trưởng, thì anh sẽ sang anh dặn, anh nhờ cái anh B đội trưởng đó là em tôi là người Nam Định nó lên trại, anh xem là ra ngoài công việc sắp xếp cho nó nhẹ nhàng một chút. Người ta có tiếng nói mà, người ta nhắn gửi thì thật sự mọi người là ra chỉ có chơi sướng thôi, vì thời điểm tù ngày xưa tù máu mà, chứ không phải tù bây giờ tù tiền, mà tù ngày xưa anh em nó có giá trị, nhà tù người ta gửi gắm anh em nhát một đó mọi người. Chứ còn thì có những người như Thập Liên đó ấy, có tiền không mua được chân chơi đâu. Thế nên thường nói mà, có tiền đôi khi là chỉ là con lợ đấy, có tiền đôi khi là quay làm màu quay của các ông giáo đó mọi người ạ. Nhưng là tù lời nói uy lực, lời nói có giá trị, người ta có thể sang, người ta nhắn gửi giúp đỡ người anh em đơn giản nhát một. Bởi vậy anh giúp đỡ được rất nhiều anh em yêu quý và mang ơn anh Dũng Độ về anh Phúc Nhiếp ở trên trại giam Thanh Cẩm. Sau này là anh Tám Nhẫn, rồi là các anh ấy lên trại các thứ, chuyển trại về anh em quy tụ. Nhưng về sau anh Dũng Độ và anh Phúc Nhiếp chuyển đi thì anh em Nam Định lại bị xuống thêm giáng cấp mấy bậc nữa ở trong giới nhà tù trại giam Thanh Cẩm. Đó. Sau này Vương Khỉ bị đế chế Vương Khỉ không còn hoành hành nữa, thì lúc đó là anh Hà Tiêu, anh Hoàng Lùn lên nắm quyền thi đua trật tự, thì lúc đó anh em Hà Nội gần như là cầm trịch đất Thanh Cẩm. Cầm trịch thì không phải là gọi là thi đua trật tự, mà nhà thi đua trật tự thì đông đó. Nhưng là để nói cái thời điểm đó anh Hoàng Lùn lên làm thì chỉ có ra chừng mỗi chỗ anh Sinh Phiêu, anh ruột của anh Tuấn Tần Đèn thôi. Còn Nam Định lúc đó không còn là có ai số má gì ở đất Nam Định cả. Đó. Có anh Tuấn Hân thì anh ấy lại là bụi đời từ bé ở đất Hà Nội, sống với anh em Hà Nội nhiều. Đâm ra anh Tuấn Hân anh ấy ở với Lam Vượng, là bạn Tế Điên thì ở với anh Tuấn Hân. Còn Tế Điên thì ở với anh Khá Híp, người ta bảo rồi mà. Tế Điên không quan trọng, trong nhà tù thì Tế Điên không phải là cứ ở Nam Định như ở với nhau đâu. Tế Điên sống với anh em Hà Nội, Hải Phòng cũng nhiều. Đó. Nên bởi vậy chủ yếu là mọi người biết rồi, đồng hương không còn đồng tính, cái nơi căng thẳng luôn, vì nhà tù mà đôi khi đồng hương người ta còn bóp giá nhau, ví dụ như ở trại Đại An vậy, bóp giá nhau, chà đạp nhau, đó là cùng tỉnh với nhau. Nhưng lên trại thì anh em người ta lại dành tình cảm cho Tế Điên rất nhiều mọi người ạ. Bởi vậy là cuộc sống của Tế Điên ở với anh Khá Híp, anh Bình Sẩm người Hà Nội và anh Thắng Mũ Lồi đó, ở trên trại giam Thanh Cẩm. Đó, anh Dũng Độ khi bước về xã hội thôi, từ trước nay Dũng Độ ai anh em giang hồ đất Nam Định biết về anh Dũng Độ, con người quá chất luôn, dám làm dám chịu, dám tiên chiến với bất cứ một con vợ nào. Thời điểm lúc anh Sơn Điền và anh Tuấn Xuyên đang đình đám, đang số má, đang phô trương thanh thế, đang thị uy đất Nam Định đó, thành chừng bao nhiêu anh em đại bàng giang hồ giang hạc ở đất Nam Định, nhưng là anh Dũng Độ anh không ngại va chạm, dám thanh toán. Thì mọi người biết là không phải là đơn giản. Đó là những gì mà Tế Điên biết về anh Dũng Độ mọi người ạ. Thì Tế Điên hôm nay kể lên cái clip ngắn để gửi đến khán giả trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định vào ngày 1 tháng 5 là ngày nghỉ Quốc Khánh. Tế Điên làm cái clip ngắn này gửi lên trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định vì mong khán giả đón nhận câu chuyện trải lòng của Tế Điên. Và cũng cuối video thì Tế Điên cũng chỉ mong sao rằng các em các cháu xem video của chú Tế, của anh Tế, có thể chiêm ngẫm qua những câu chuyện và từ bỏ tất cả cuộc chơi để trở về với mái ấm gia đình, đừng có đi vào con đường lầm đường lạc bước như các anh các chú ở ngoài xã hội nữa, sẽ bị ảnh hưởng đến dây đến pháp luật, là mệt lắm, đi du bị tút ngày. Bởi vậy Tế Điên làm cái clip này mong anh em có đồng mạng cũng như là những khán giả trên kênh Zubi đón nhận câu chuyện cũng như là đón nhận của người Tế Điên. Một lần nữa Tế Điên chúc tất cả anh em khán giả bạn bè trên kênh Zubi Tế Điên Nam Định một ngày mùng 1 tháng 5, một ngày lễ
chọn niềm vui, hạnh phúc. Đó là những gì mà Tế Điên mong muốn. Trong những ngày tháng ở trong những ngày ở trong Hà Tĩnh, Tế Điên không live stream được. Bởi vậy Tế Điên lên clip ngắn gửi lên kênh YouTube, cũng mong rằng là khán giả yêu quý đón nhận Tế Điên. Tế Điên chào mọi người, chúc mọi người một ngày lễ mùng 1 34 1 tháng 5 được chọn niềm vui, hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Tế Điên xin tắt live stream.